cùng có thêm một que gỗ hoặc là kẽm băng dính hai mặt, kéo, thước. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Đối với tờ giấy màu xanh, mọi người cắt giúp mình một đường chéo. Đường chéo nhé, như thế này. Đó, chúng mình sẽ cắt. Mọi người lưu ý là cắt không đứt nhé. Sau khi mình được tờ giấy như thế này, mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt. Sau đó mình bắt đầu cuộn. Với được như này rồi, chúng mình sẽ dùng bút để bẻ cong nó xuống. Sau đó mình sẽ hơi cắt tỉa nhẹ để cho nó tạo thành đường cong thẳng từ trên xuống nhé.
dán vào xuống chân của cái con này. Tiếp theo mình sẽ cắt hình, vẽ hình ngôi sao và dán lên đây. Vậy là cây thông của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.